Nhờ vào sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Cần Thơ tổ chức sơ duyệt đội hình và phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Queen Pearl Hotel Cần Thơ. Tham gia vào phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố lần này có trên 600 người, gồm các lực lượng như cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, công an quận Ninh Kiều, cảnh sát giao thông đường bộ, bộ chỉ huy quân sự thành phố và công an phường Xuân Khánh. Tình huống cháy được giả định tại tầng hầm sau khi tài xế điều khiển xe có rượu không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe mô tô khác làm 3 người bị thương nặng. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào xe ô tô khác đang di chuyển theo chiều ngược lại. Nhiên liệu trong xe ô tô chảy ra ngoài gây cháy xe và lan ra xung quanh. Có 285 người bị ảnh hưởng của vụ cháy cần được cứu hộ cứu nạn. Có 3 phương án chữa cháy được thiết lập trên các tuyến Trần Văn Hoài, 30 tháng 4 và Trung tâm Thương mại Vincom Plaza và Vinpearl Hotel Cần Thơ nhằm chữa cháy nhà cao tầng, cứu người bị nạn tại nhà cao tầng, di chuyển tài sản và chống cháy lan, cháy lớn. Buổi sơ duyệt được đánh giá hoàn thành theo kịch bản. Tuy nhiên, cần có sự tuyên truyền cho mọi người dân xung quanh về buổi thực tập sắp tới.